Con xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video bán lan của con tối ngày hôm nay. Hôm nay thì sẵn con đang lựa cái lô kiếm xanh Huế và cái cây vàng đất thép cho thì con sẵn quay luôn để bán hàng ngày hôm nay. Thì chiều cao của cây kiếm này á, nó cao tầm 20 cm, giá bán trồng trong cốc phi 2.5 hồ điệp là tương đương phi 8 đó, thì cây rất là đẹp như hình. Để cô chú phía bên này là cây vàng đất thép đang lựa cho khách. Thì tím bên con trồng cũng khá là nhiều và phân từng loại cho cô chú anh chị, gồm xanh Huế, thủy hoàng, mai hoa tiên vũ, bạch ngọc, hoàng đế pla, thanh duyên kiếm, coco và cây vàng đất thép. Thì những cái mặt hàng này mới hơn so với năm ngoái con bán, thì nó tùy cái đợt chai mô về, đợt nào thì con trồng được đó thôi, trồng giao cho chủ yếu khách sỉ đặt, sau đó mới còn dư bao nhiêu bán cho khách lẻ. Hàng rất là đẹp, chỉ lựa những cây dài cao to để gửi cho cô chú anh chị, giá bán là 26.000 một cốc và cô chú anh chị mua 10 cốc thì sẽ bao bao ship. Đối với cô chú anh chị đặt hàng trên YouTube này thì cây kiếm á, cô chú anh chị để ý là nó cũng như cái hạt thôi, năm đầu tiên trồng á, thì cái cây này nó chỉ phát triển cao lên đó, như lá thì nó chưa nở. Vì sao cô chú anh chị cảm thấy lá nó nhỏ là vì vậy, khi mà cô chú anh chị mà thay ra cái gốc lớn á và nó đẻ con á thì lá bắt đầu to 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 lên, và những cô chú anh chị nào luyện kiếm lâu năm thì chắc chắn sẽ biết điều này. Đó, lá sẽ to lên, nhiều lá nó sẽ được khoảng 6-7 cm á, thì tùy vào cái độ chăm sóc phân thuốc của cô chú anh chị và tùy vào cái loại kiếm nữa. Thì giá bán và cây thì con đã giới thiệu rồi. Con xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video. Đây là cái lô vàng đất thép con đang lựa để chuẩn bị đóng cho cô chú anh chị đó. Cảm ơn ạ.